Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, các bạn tân thạc sĩ và học viên thân mến. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công nhiệm vụ tổ chức đào tạo cao học ngành tiếng Anh cho dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp. Qua thời gian tổ chức đào tạo và nghiên cứu theo quy định, đến nay các học viên khóa 1 năm 2008-2010 đã hoàn thành khóa học và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Hôm nay, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ bế giảng phát bằng thạc sĩ cho các học viên đã tốt nghiệp khóa học. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến dự với buổi lễ hôm nay có Tiến sĩ Vũ Quốc Trung, trưởng ban điều hành dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía đơn vị đào tạo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. Có phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Trung, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học nhà trường. Tham gia buổi lễ còn có các ông bà trưởng các khoa đào tạo, thủ trưởng các phòng ban bộ môn trực thuộc, các giáo sư, phó tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trong trường, các nhà báo, khách mời và tân thạc sĩ học viên cao học của lớp dự án khóa 2 xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Mở đầu buổi lễ, xin trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Hòa, hiệu trưởng nhà trường lên khai mạc. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quốc Trung, vụ trưởng, giám đốc ban điều hành dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp. Kính thưa thầy cô, các anh chị em học viên học thân mến. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho 43 học viên cao học thuộc dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp. Thay mặt cho tất cả các thầy cô và cán bộ viên chức của nhà trường, tôi xin gửi đến các vị khách quý, các anh chị học viên cao học lời chúc mừng nhiệt liệt. Nhân dịp các anh chị đã kết thúc một chặng đường và sẽ tiếp tục một chặng hành trình mới và nhân dịp Tết Tân Mão năm 2011. Đây cũng là một dịp chúng ta ghi nhận sự cố gắng vượt khó khăn về mọi mặt của 43 anh chị em học viên cao học, của các thầy cô tham gia khóa đào tạo, các anh chị làm công tác quản lý, phục vụ và sự kết hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội và dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp. Nhờ vậy, sau khoảng thời gian 2 năm, chúng ta có mặt tại đây để chúc mừng những cố gắng và những thành công trong suốt quá trình đó. Và Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là một đối tác hưởng lợi rất thành công của dự án này. Và đây cũng là niềm vui không chỉ đối với anh chị em học viên cao học mà còn đối với cả chúng tôi, những người tham gia thực hiện dự án cũng như là dự án nói chung. Với 43 anh chị em sẽ nhận bằng hôm nay, tôi xin có hai lời chia sẻ. Thứ nhất là trước hết là chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ hội nhập có rất nhiều thách thức và cơ hội. Và thách thức thì chúng ta đã nói, chúng ta cũng biết là có ăn rồi, nhưng cơ hội rất lớn đó là nhu cầu học tập tiếng Anh ở trong nước. Hiện nay chính phủ đang thực hiện đề án 1400 về giảng dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục của quốc dân, cũng như các trường đại học hiện nay đang có những chương trình giảng dạy sử dụng tiếng Anh. Và ở dự án phát triển trường chuyên là đã có cái chương trình để dạy một số môn khoa học bằng tiếng Anh. Đây là một cơ hội rất lớn nhưng mà cũng là một thách thức rất lớn đối với các anh chị. Vậy cái lời chúc của chúng tôi là mong các anh chị hãy nắm được cái cơ hội đó để phát triển. Cơ hội thì nó có hai thuộc tính rất quan trọng, tức là nó gắn với thời gian. Cái thứ hai, cơ hội nhiều đầy sự rủi ro không chắc chắn, vì chính vì những cái đó chúng ta hay chần chừ và hay mất cơ hội. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đang chứng kiến một cái hiện tượng rất là thú vị và tất cả chúng ta đều còn có thời gian để chiêm nghiệm xem nó sẽ như thế nào. Cách đây vài năm, tôi là một trong những người rất yêu thích điện thoại Nokia, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng là không thể sống thiếu được cái điện thoại iPhone, là người ta gọi là smartphone. Và cái điện thoại đó đã giúp chúng tôi rất nhiều việc. Và tôi xin kể một cái câu chuyện mà đã giúp đỡ tôi, và giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng rất ghi nhớ.
cứ mỗi lần nói về chuyện đó. Tức là khi giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư Mai Trường Duyệt đi công tác ở Liên Xô với Phó Thủ tướng Nguyễn Thế Nhân, thì lúc đó sang đấy thì mọi người vẫn đương tranh luận về sự tồn tại cũng như sự phát triển của cái mô hình gọi là Đại học Quốc gia Hà Nội. Và ở Việt Nam người ta có một cái luật về trường Đại học Quốc gia, Đại học Quốc gia. Thế thì giáo sư Nhuận ở bên đó mới lại email cho tôi là đề nghị, tức là phải tổ chức dịch ngay cái đó để làm tài liệu phát cho đoàn khi làm việc bên đó. Và tôi từ trên giường của tôi và tôi đã email trở lại cái bản dịch cho giáo sư Mai Trường Duyệt rất kịp thời, để đến ngày hôm sau đi họp là đã có ngay cái bản để làm việc với lại phía bên Nga, cũng như là làm một cái tài liệu để cho Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thấy rằng tức là ta cũng phải ủng hộ cái mô hình Đại học Quốc gia và có một cái luật như vậy. Cho nên cái iPhone đấy và cái cơ hội để mà chúng ta gọi là smartphone đó, người ta gọi là điện thoại thông minh đấy, và công ty quảng cáo trước được. Còn cái người Nokia mà tôi rất yêu mến nhưng bây giờ không thể yêu mến được thì chúng ta biết rằng hiện nay đương vật lộn đó vì đã mất cơ hội, không thấy rằng tức là đã đi vào. Và hiện nay Nokia cũng đương băn khoăn mãi, mình cũng đương đầu tư tiếp vào cái hệ thống điều hành thì gì mọi người biết nhỉ, Symbian đó. Mà trong khi đó thì nó phải dùng Android hoặc là những hệ điều hành khác của quả táo lúc. Thì Nokia tôi sợ rằng đương mất cơ hội. Và quý 3 năm 2011, năm 2010, Nokia hãng quả táo bán được 27 tỷ tiền doanh thu các điện thoại iPhone và iPad. Và bán được 7 triệu mốt cái iPad trong quý. Mọi người thấy rằng đấy là cơ hội thật mang lại cho doanh nghiệp như vậy. Và tôi rất mong các anh chị hãy đừng nghĩ về những điều mà rủi ro, hãy mạnh dạn và nắm bắt được cơ hội. Đấy là lời trên là nhất, cơ hội rất là quý. Cho nên là khẩu hiệu của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, mọi người nhìn thấy chữ gì nhỉ? Opportunities, tức là cơ hội. Bởi vì tôi bao giờ cũng ý thức được là cơ hội là rủi ro và cơ hội là rất là ngắn. Cho nên là chúng ta hay mất cơ hội và chúng ta chọn không đúng thì chúng ta sẽ trả giá, và cái đó người ta gọi là gì? Chi phí cơ hội, đúng. Đấy là điều nhất. Điều thứ hai cũng chia sẻ với tất cả các anh chị, bởi vì chúng ta sẽ quay trở về cơ quan của mình, và các anh chị cũng nhớ rằng chúng ta là một trong những người được hưởng lợi từ dự án của Chính phủ Việt Nam, là dự án và tất cả anh điều hành đều ở đây. Và lời chúc của chúng tôi là mong các anh chị có một sự đam mê với công việc để làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Cái sự đam mê đó tiếng Anh người ta gọi là passion, đúng không? Tất cả các đề biết đấy, thì nhiều khi nó rất là phi logic, là bởi vì chúng ta cứ đam mê chúng ta mới tiếp tục đi và vượt khó. Thế đôi khi chúng ta mà tỉnh táo quá thì thấy rằng khó là thôi đi làm gì cho nó sức chân sức gai đâu. Cho nên rất mong các anh chị có sự đam mê, vì đấy chính thực sự là một động lực. Và rất nhiều người đam mê với thành công, mà chúng ta có một tấm gương là giáo sư Bùi Bảo Châu, đúng không? Giáo sư Bùi Bảo Châu đã 2 năm học tiến sĩ tưởng là thắt, đấy là kể ở trên báo. Nhưng vì sự đam mê mà chỉ trong mấy tháng sau là hoàn thành được và đam mê tiếp, và sau 15, 17 năm sau nữa mới trở thành cái con người cô Bảo Châu mà chúng ta biết. Sự đam mê và cơ hội, đấy là lời chúc của tôi đối với tất cả các anh chị học viên cao học sinh tốt nghiệp hôm nay. Cuối cùng tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các thầy cô, các anh chị học viên cao học, các anh chị ở dự án và các anh chị, các thầy cô ở trường đã góp phần làm cho học thành công. Một lần nữa, nhân dịp xuân mới, chúc các vị khách quý, các vị đại biểu, 43 anh chị em học viên cao học sức khỏe, thành công và nhiều may mắn nắm được cơ hội. Xin cảm ơn. Tiếp theo xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hùng Tiến, trưởng khoa sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, lên báo cáo tình hình khóa đào tạo và công bố quyết định tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp khóa học. Thưa giáo sư tiến sĩ Quốc Trung, giám đốc dự án phát triển giáo viên bộ thông và truyền thông. Thưa giáo sư Nguyễn Hòa, cũng là mình bộ trưởng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa quý vị đại biểu, thưa anh chị em học viên, trước hết tôi xin thay mặt cho khoa sau đại học báo cáo với quý vị đại biểu, anh chị em học viên tình hình thực hiện khóa 1, khóa 2, đặc biệt là cái kết quả đào tạo khóa 1 dự án đào tạo giáo viên trường phổ thông nghiệp
tháng 4 năm 2008, Bộ Giáo dục Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ ngành tiếng Anh thuộc dự án đào tạo giáo viên trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp cho trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đã nhanh chóng xác định mục đích của chương trình đào tạo thạc sĩ trong nước cho giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông là nhằm nâng cao trình độ lý luận và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu tiếng Anh cho giáo viên trung học phổ thông phụ hưởng dự án. Đồng thời, những giáo viên trung học phổ thông tiếng Anh này sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ sẽ có khả năng làm giáo viên nòng cốt đi đầu về đổi mới phương pháp dạy học nội môn, từ đó giúp các giáo viên khác thay đổi phương pháp dạy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là những giáo viên trung học phổ thông bộ môn tiếng Anh do hoàn cảnh công tác thường chưa đáp ứng yêu cầu chương trình thạc sĩ về kỹ năng thực hành tiếng cũng như kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Do vậy, bước đầu tiên trường đã tổ chức ôn luyện cho các đối tượng thực hiện phụ hưởng dự án nhằm mục đích nâng cao kỹ năng thực hành tiếng Anh để trước hết là học có hiệu quả và đạt kỳ thi tuyển. Phương pháp thực hiện đối với chương trình này cũng cần có những điều chỉnh so với chương trình thạc sĩ chuyên ngành phương pháp thực hiện tiếng Anh thông thường. Sự điều chỉnh lớn nhất là ưu tiên nhiều hơn cho việc kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành. Đồng thời, do các đối tượng này là những người có kinh nghiệm thực tế giảng dạy ở các trường phổ thông nên việc tranh luận vấn đề lý thuyết trên lớp là hết sức cần thiết để giúp giáo viên có thể vận dụng những lý thuyết giảng dạy tiếng Anh mới nhất vào thực tế công việc của họ. Những vấn đề mang tính đặc thù của lớp học tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Việt Nam cũng như vướng mắc hay khó khăn giáo viên thường gặp phải như lớp học đông người, động lực học tập học sinh thấp, thiếu môi trường sinh ngữ, phản ánh vấn đề chính được nêu lên trong quá trình giảng dạy để có giải pháp cụ thể phù hợp với thực tiễn phổ thông Việt Nam. Mọi lý thuyết môn học ứng dụng cần được thảo luận và vận dụng căn cứ theo điều kiện thực tế của địa phương nhưng vẫn giữ được mục đích khoa học, yêu cầu công trình cũng như trình độ quốc tế. Do mô hình đào tạo giáo viên ngoại ngữ trên thế giới đã chuyển mạnh sang mô hình học trải nghiệm nên các học viên cũng cần bồi dưỡng nhiều hơn về kỹ năng nghiên cứu, thay đổi phương pháp dạy học bản thân và đồng nghiệp. Do vậy, bên cạnh các kỹ năng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, những giáo viên tham gia dự án còn được bồi dưỡng nhiều về kỹ năng nghiên cứu thực tế giảng dạy của bản thân để tìm những giải pháp hữu hiệu cho việc vận dụng lý thuyết và các nguyên tắc dạy tiếng Anh và từng điều cụ thể của giáo viên. Sau đây là một số kết quả cụ thể xin báo cáo quý vị, anh chị em, học viên. Số lượng của học viên. Hiện tại số lượng học viên đang học khóa 1 là 46, khóa 2 là 96. Phương thức đào tạo, chương trình đào tạo được thực hiện theo hình thức chính quy tập trung với thời lượng đào tạo chuẩn là 24 tháng. Về chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo thạc sĩ tiếng Anh theo phương thức tiến chỉ đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt và được áp dụng cho cả hai khóa dự án. Chương trình có hai định hướng, chương trình loại 1 theo định hướng thực hành có 13 môn gồm 4 môn tiến chỉ và 7 môn tiến chỉ văn. Chương trình 2 theo định hướng nghiên cứu 10 môn của 36 tiến chỉ, 4 môn học là môn học và 15 tiến chỉ văn. Khoa sơ đào chịu trách nhiệm phân công giảng viên khoa học hàm bậc vị cao như tiến sĩ, phó giáo sư thực hiện và hướng dẫn giảng dạy và hướng dẫn học viên trong suốt thời gian học 24 tháng. Mỗi môn học do 1-2 giảng viên phụ trách và trợ giảng. Ngoài ra, học viên còn được tham dự các chuyên đề, các hội thảo quốc tế, hội thảo trong nước do trường mời các chuyên gia nước ngoài và đội ngũ chuyên môn trong nước tiến hành. Về cơ sở vật chất, nhà trường đã dành cơ sở vật chất tốt nhất cho việc thực hiện chương trình đào tạo như giảng đường, phòng hội thảo, các trang bị hiện đại, phòng tự học, thư viện với nhiều sách nguyên bản phục vụ chương trình được đào tạo mới, phòng có máy tính kết nối internet v.v. cho giảng viên và học viên chương trình. Ngoài ra, nhà trường còn cho phép các lớp đào tạo thuộc dự án sử dụng phòng học trực tuyến teleconferencing trong trường cần thiết. Khi nhập học, học viên được sự giúp đỡ của chuyên viên khoa sơ đào trong việc tìm nơi ăn ở. Tiến độ thực hiện của chương trình đào tạo. Tính đến tháng 12 năm 2010, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành tiếng Anh được thực hiện với những kết quả cụ thể sau. Các môn học đã thực hiện theo thống kê, khóa 1
100% học viên đạt được loại khá giỏi trở lên, trong đó có 21 học viên đạt loại giỏi với điểm trung bình chung là 3,5 trở lên và 22 học viên đạt loại khá với điểm trung bình chung là trên 3,0/4. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp, số học viên được duyệt đề tài luận văn đợt 1 là 46, trong đó chuyên ngành ngôn ngữ là 6, chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy là 40, số học viên còn lại là 4, đa hạn học tập đều có lý do chính đáng. Kết quả bảo vệ luận văn, trong số 43 học viên đã bảo vệ luận văn thành công, có 1 học viên đạt loại xuất sắc 9,5, 23 học viên đạt loại giỏi từ 9 trở lên và 21 học viên đạt loại khá điểm từ 8 tới 8,9 và 2 học viên đạt điểm trung bình khá từ 7 trở lên. Đánh giá chung với kết quả thực hiện dự án, những kết quả của khóa 1 nói trên cho thấy nhà trường đã đạt được những kết quả tốt đẹp, chương trình đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng chủ trương và đúng đối tượng. Đại đa số học viên khóa 1 hoàn thành kế hoạch đào tạo 43/47. Khóa 2 cũng đang thực hiện tốt kế hoạch học tập. Trong quá trình thực hiện dự án, nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao, nhiệt tình của ban điều hành dự án phát triển giáo viên cho học phổ thông và cho chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà trường cũng đã tổ chức đánh giá kinh nghiệm để từ đó đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện cho năm tiếp theo của dự án tốt hơn. Với kết quả thực hiện dự án những năm qua, nhà trường tin tưởng dự án đào tạo thạc sĩ ngành tiếng Anh thực hiện tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, tôi xin công bố quyết định của hiệu trưởng về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng thạc sĩ cho 43 học viên khóa 1 của dự án. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập và hạnh phúc, Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010. Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, căn cứ nghị định số 07/2001 ngày 1 tháng 2 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia, căn cứ quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo quyết định số 16/2001 ngày 12/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo quyết định số 3810 ngày 10/10/2007 của Đại học Quốc gia Hà Nội, căn cứ kết quả học tập toàn khóa, kết quả bảo vệ luận văn thạc sĩ và các giấy tờ thủ tục liên quan của học viên cao học theo đề nghị của ông trưởng khoa sau đại học. Quyết định điều 1, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho 43 học viên lớp đào tạo thạc sĩ khóa 1 2008-2010 của ngành tiếng Anh theo dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo có danh sách kèm theo. Điều 2, các ông bà trưởng khoa sau đại học, trưởng phòng hành chính, tổng hợp tài chính kế toán và các học viên cao học có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng giáo sư Nguyễn Hòa đã ký. Danh sách của 43 học viên tốt nghiệp của điểm bằng hôm nay đã được chiếu trên màn hình xin quý vị. Tiếp sau đây là nghi lễ phát bằng cho các tân thạc sĩ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ân Trung, phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Tiến lên bục danh dự để phát bằng. Đây ạ. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Em ơi, đây ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Đây ạ. Vâng, cảm ơn thầy ạ. 7. Quân nhiệm. Cấp chuyên nghiệp. Tới dự với buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vụ trưởng Vũ Quốc Trung, trưởng ban điều hành dự án lên phát biểu. Xin kính mời. Kính thưa giáo sư Nguyễn Hòa, hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa các quý vị đại biểu và tất cả các bạn có mặt ở đây. Thưa toàn thể các bạn
lần thạc sĩ. Trước hết cho các tôi thay mặt dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và các chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục Đào tạo, lời đầu tiên xin được gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chân thành nhất tới giáo sư hiệu trưởng, các thầy trong ban lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo, và đặc biệt là chúc mừng 43 tân thạc sĩ của hai chuyên ngành ngôn ngữ Anh và lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã tốt nghiệp trong ngày hôm nay. Và điều thứ hai, sau cái sự vui mừng và chúc mừng đó, chúng tôi cũng thực sự bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới những trước hết là những tình cảm rất tốt đẹp của giáo sư hiệu trưởng, của các thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường, của các thầy cô giáo của trường và của các trường khác đã tham gia giảng dạy ở đây, trong đó kể cả nếu bác thầy có cả các chuyên gia quốc tế, và đặc biệt cũng cảm ơn cái tinh thần vượt khó khăn cố gắng của 43 các bạn tân thạc sĩ đã cố gắng học tập sau 2 năm mà chúng ta có kết quả rất xuất sắc như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Rất tiếc là nhà trường có mời nhưng mà do điều kiện công tác cuối năm cho nên không có mặt ở đây, của các bộ trưởng, của thứ trưởng chỉ đạo trực tiếp dự án và thứ trưởng chỉ đạo quản lý ngành giáo dục đại học đã quan tâm trực tiếp chỉ đạo, và cũng cảm ơn các đồng chí cán bộ trong dự án phát triển giáo viên trung học chuyên nghiệp và bộ phận quản lý các hoạt động đào tạo đại học và sau đại học của dự án. Có thể nói là trong một cái không khí rất vui như ngày hôm nay, chúng ta chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta sẽ đón xuân Tân Mão đến trong một cái không khí rất là vui mừng, có rất là nhiều chuyện vui, rồi lại sau đại hội đảng nữa. Chúng ta đã bước sang năm mới dương lịch, những cái ngày đầu tiên và tháng đầu tiên rất là tốt đẹp, và chúng ta cũng chuẩn bị bước sang một cái năm mới âm lịch đầy hy vọng và những cái hứa hẹn rất là tốt đẹp. Thì tôi nghĩ rằng là cái buổi trao bằng tốt nghiệp và sĩ hôm nay của các bạn ấy có thể nói là một cái món quà rất tốt đẹp để chúng ta chào đón cái năm mới 2011 và cái xuân Tân Mão này. Chúng tôi cũng đặc biệt là đồng ý và rất tán thành với lời phát biểu rất ngắn gọn và hay chia sẻ của giáo sư hiệu trưởng tới tất cả các bạn có mặt hôm nay, 43 bạn. Rất tiếc là các bạn nhận bằng sau thì các bạn lại xuống ngay, không để đứng không đứng lâu trên đây để chúng ta có cơ hội để chiêm ngưỡng các bạn kỹ hơn một tí nữa. Tại vì chúng ta một lần nữa xin được vỗ tay và chúc mừng các các bạn đã tốt nghiệp hôm nay, là những bạn rất thông minh và rất là chúng tôi nhận thấy rằng là từ những cái ánh mắt và những cái nụ cười của các bạn đã thể hiện được hai cái điều mà giáo sư hiệu trưởng đã có thể là gửi gắm và nhắn gửi và chúc các bạn có được điều đó, có được cái niềm tin, có được sự đam mê trong cuộc sống, say mê trong công việc, và đó là những yếu tố để chúng ta có thể vượt qua những cái thách thức để nắm bắt được cơ hội và thành công. Thì chúng tôi thấy rằng cái điều đó rất là tốt, và cũng gấp lại cái lời mà giáo sư nói ở buổi hôm nay, cũng tự kiểm điểm lại dự án và bản thân thì thấy rằng là cái tâm đắc với lời giáo sư nói. Chúng tôi muốn nói riêng với các bạn và các em tân thạc sĩ hôm nay là đó là điều rất là quan trọng, bởi vì mặc dù là làm giám đốc dự án, bản thân tôi trước đây thì làm phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, tức là hàng xóm rất gần gũi đây. Phó thủ tướng nhân ra thì có lấy ra làm và kết thúc cái nhiệm kỳ phó hiệu trưởng với đó thì lấy ra làm giám đốc dự án. Thế thì mặc dù làm giám đốc dự án thì nó liên quan nhiều chuyện xây nhà xây cửa, chuyện mua thiết bị, rồi chuyện đào tạo bồi dưỡng trong nước nước ngoài kiểu như thế này, rồi thì chuyện gì nữa thì đạt được, rồi chuyện là phát triển chương trình, biên soạn tài liệu. Nhưng trong nhiều thứ đó thì cái món mà tôi thích nhất vẫn là cái món mà thầy Hòa tức là gửi gắm và mong muốn được chúng ta, đó là cái món chuyên môn mà suốt đời mình chung sống với nó, đó là niềm đam mê
với cái việc mà mình đã lựa chọn, đang làm là tiếp tục sẽ làm. Quả thật như vậy, hiện nay mặc dù đã làm giám đốc dự án nhưng tôi vẫn cái lịch dạy của tôi trước khi ra bộ như nào, bây giờ vẫn giữ nguyên cái lịch dạy là không có thay đổi. Một năm là 2 chuyên đề đối với thạc sĩ của tiểu học và bên toán ở trường này và một số trường khác nữa. Thế và trong 4 năm vừa rồi thì năm đầu tiên 2006 thì mình ra mình chuẩn bị thì chưa kịp làm gì. Những 2007, 2008, 2009 và 2010 thì có thể đạt ở đây chứng kiến là mỗi năm thì tôi có tham gia là trực tiếp sản xuất ra được một tiến sĩ về toán và công tác về toán cho ngành. Như vậy mỗi năm là một tiến sĩ. Như vậy là cái hoạt động chuyên môn mình có rời bỏ đâu. Ngoài cái chuyện mà giảng dạy cho thạc sĩ này thì hơi bị nhiều. Thế nhưng mà còn riêng về cái đào tạo bậc cao tiến sĩ là mỗi năm tôi cũng thạc sĩ báo cáo với hai đứa các thầy đây như vậy. Và như vậy mình cảm thấy rằng là mình có cái gì đấy gặp gỡ trong cái lời chúc của thầy Hoàng. Rồi cái chuyên môn mình không có bỏ. À, cũng khoảng độ hơn 3 năm nữa, chắc là 2014 đi làm. Thì khi là thanh quyết toán xong dự án thì tôi sẽ lại quay trở lại cái chỗ chúng tôi đang đứng ở đây, đó là giảng đường đại học, nơi mà chúng ta đã học tập, đã trưởng thành, đã sống còn ở đó và chúng ta sẽ quay đến nơi đó. Cái nơi mà cực kỳ là đam mê, cực kỳ là say mê, cực kỳ là yêu thương. Thế thì chúng tôi cũng một lần nữa mong muốn rằng cái điều hôm nay là một thành công trong chặng đường của các em, của các bạn. Chúng tôi rất mong muốn rằng các em sẽ sử dụng cái học vấn thạc sĩ của mình ở chuyên ngành ngôn ngữ Anh và lý luận của các thầy tiếng Anh trong tất cả những điều gì công tác khác nhau, kể cả giảng dạy trực tiếp hay là quản lý, chúng ta sẽ góp phần để làm sao mà nó thực sự có những đóng góp có ý nghĩa cho cuộc đời. Tại vì cái gì mà cái làm thật ấy, thực sự ấy, thì cái đó nó sẽ có tác dụng cho chính mình và tác dụng cho cộng đồng, tác dụng cho cuộc đời và không ai quên chúng ta cả. Cái đó là cái điều hạnh phúc nhất. Nhân dịp của năm mới chúng tôi cũng mong muốn thêm là bên cạnh những cầu chúc và mong muốn như là giáo sư Hòa đã nói thì chúng tôi cũng muốn chúc thêm một chút nữa, đó là chúng ta sẽ thực sự là tiếp tục học tập và thực sự là mang những sự hiểu biết chúng ta để làm sao cho cái học tập trong 2 năm vừa rồi nó thực sự có ý nghĩa cho chính chúng ta và cho ý nghĩa cuộc đời. Và chúc các em sẽ là thành công hơn nữa. Xin được có một cái lời chúc thứ ba đối với em. Tôi xin tiết lộ như thế này để chúng ta tham khảo là cách đây khoảng hơn 2 tuần tôi và thầy Đạt đây có lần đầu tiên tôi được tham gia làm chủ tịch một hội đồng bảo vệ thạc sĩ bằng tiếng Anh. Đấy là hội đồng lần thứ 3 của Đại học Sư phạm. Đại học Sư phạm có 2 hội đồng trước đó là bảo vệ toán bằng tiếng Anh do giáo sư Trần Văn Nhung, thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo làm chủ tịch, và vừa rồi cũng một hội đồng giáo dục về toán ở tiểu học do tôi làm chủ tịch. Thì khi mình làm chủ tịch hội đồng này thì nó và một cái the second reviewer đang ngồi trước mặt chúng ta đây, tức là thứ hai, đó là Professor Professor Doctor Đỗ Tiến Đạt. Thì phải nói rằng khi mà mình làm chủ tịch hội đồng tiếng Anh lần đầu tiên thì mình mới thấy là tiếng Anh cần thiết như thế nào và nó thấy cái sự lúng túng và sự yếu kém của mình như thế nào, và mình phải cố gắng rất nhiều và phải đam mê, phải say mê rất nhiều nữa thì mình cảm thấy mình sống rất thoải mái. Bởi vì tôi cảm thấy nhìn các em thấy rất sung sướng là các em biết tiếng Việt như chúng tôi nhưng lại biết một cái thứ tiếng khác nữa, tiếng Anh như tiếng Việt, tức là mình sống bên cạnh cộng đồng người Anh như là người Việt. Còn cái gì sung sướng hơn như thế, cảm cái nền văn hóa mình được hưởng thụ, đấy là một điều sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Cho nên chúng tôi cũng nói rằng là chúng ta phải thực sự phải làm việc ấy, học tập ấy, thì khi đó chúng ta sẽ có hạnh phúc thực sự. Đấy là một cái sự sáng tạo hết sức là chính thiện và sảng khoái. Cái điều đó là rất là tốt đẹp. Rồi cuối cùng một lần nữa nhân dịp chuẩn bị đón xuân năm mới xin được kính chúc sức khỏe giáo sư hiệu trưởng, giáo sư phó giáo sư phó hiệu trưởng, phó giáo sư trưởng phòng trường cao đại học, các thầy cô giáo quý vị ở đây và tất cả các em năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui mới, nhiều tiến bộ mới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quốc Trung. Tiếp sau chúng tôi xin giới thiệu thạc sĩ, tân thạc sĩ Đào Thị Thương, đại diện cho các tân thạc sĩ được nhận bằng ngày hôm nay lên phát biểu và tặng hoa giáo sư hiệu trưởng và phó giáo sư tiến sĩ.
Sau 2 năm học tập nghiên cứu các khoa học khóa 1 2008-2010 thuộc dự án phát triển giáo viên của chúng em đã hoàn thành. Hôm nay, trong niềm vui được nhận bằng và trở thành tân thạc sĩ, em vô cùng xúc động và vinh dự được thay mặt các bạn học viên trong lớp nói lên những cảm nghĩ của mình. Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới các cấp lãnh đạo trong nhà trường, các đồng chí lãnh đạo dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp, các thầy cô giáo trong hội đồng khoa học nhà trường. Xin cảm ơn các phòng ban nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần, nhiệt tình giúp đỡ cung cấp cho chúng em những thông tin, số liệu cần thiết để chúng em học tập nghiên cứu và đạt kết quả tốt nhất. Đặc biệt, chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo khoa sau đại học của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, những người đã trực tiếp giảng dạy và tận tình giúp đỡ, hướng dẫn chúng em trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Cô điểm danh rồi. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo. Hòa trong niềm vui chung của mọi người đón xuân mới, tí lên gặp cô. Còn có niềm vui riêng là được thầy cô giáo ghi nhận kết quả học tập nghiên cứu của bản thân, tấm bằng thạc sĩ mà hôm nay chúng em được nhận là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, và nó đã đánh dấu công lao không thể nào nói bằng lời của các thầy các cô. Đây cũng là động lực để nhiều người trong số chúng em tiếp tục học tập nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong thời gian sắp tới. Thay mặt lớp, em xin gửi tới các thầy cô một tấm lòng biết ơn, sự kính trọng. Em xin hứa sẽ xứng đáng với công sức và tình cảm thành các cô đã dành cho chúng em. Nhân dịp xuân tân báo, chúng em xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo một năm mới mạnh khỏe, bình an, thành đạt. Chúng em xin trọng tổ ơn. Để bày tỏ lòng biết ơn các ban lãnh đạo dự án và các thầy cô giáo trong trường trung học trường, chúng em xin kính tặng những bó hoa tươi thắm. Em xin kính mời thầy Vũ Quốc Trung, thầy Nguyễn Hòa lên đài hoa.